Ngày nay chúng ta thấy, tôi là cả đời không xem báo chí, không xem truyền hình, không có điện thoại. Người ta tặng điện thoại cho tôi đều bỏ hết. Đó là gì vậy? Đó là ma, không phải là thứ tốt, làm cho bạn ngày đêm không yên. Tuy niệm Phật mà họ xen tạp, nhất là người hiện tại ngày đêm đều không thể an ninh. Do nguyên nhân gì? Trên thân mang theo di động. Cái thứ này thật phiền phức. Ngày trước ngay đến điện thoại cũng không có, lòng người thật là thanh tịnh. Di động là gì vậy? Di động là ma, ma chướng. Không phải là thứ tốt, có thuận tiện gì đâu. Nó mang lại thuận tiện để cho bạn nói năng sằng bậy. Ngoài việc này ra, nó có việc gì tốt với bạn chứ? Không có chút nào tốt. Thế nhưng người hiện tại họ không thể buông bỏ. Không buông bỏ được thì bạn bị quấy nhiễu. Khi bị quấy nhiễu rồi lại không có định lực. Cho nên công phu tu hành đều bị nó phá hoại hết. Xã hội hiện đại sức mê hoặc quá lớn. Sự mê hoặc này trong Phật Pháp gọi là ma chướng. Nó nhiễu loạn bạn, làm cho tâm thần của bạn bất an, làm cho bạn mấy phút định lực cũng không có. Ngày nay chúng ta thấy, tôi là cả đời không xem báo chí, không xem truyền hình, không có điện thoại. Người ta tặng điện thoại cho tôi đều bỏ hết. Đó là gì vậy? Đó là ma, không phải là thứ tốt.